Phi Quyền Linh thừa nhận mình ăn gian trắng trợn, chẳng có lợi lộc còn bị lập biên bản. Mình quyết định ăn gian, thay vì 31 giây mình đọc 29 giây. Chưa xong thì đã bấm rồi, cãi họ tay đồng hồ anh hư rồi. Sau đó họ lập biên bản lần hai lần cái nó để quen cho qua luôn. Từng có ý định lấy đồ của Lý Hải vì đói. Đã có lần anh định ăn cắp đồ của Lý Hải. Vì nó nhà giàu mà. Anh thấy có một bộ đồ rất đẹp và anh biết bộ đồ của Lý Hải. Cũng cầm bộ đồ đó anh định bán đi. Nhưng mà mình nghĩ là nếu mình bán thì Lý Hải mặc đồ gì? MC Quyền Linh được không ít khán giả gọi là MC quốc dân của showbiz Việt. Không chỉ được nhiều người yêu mến bởi lối dẫn dắt tự nhiên, duyên dáng, anh còn chiếm trọn tình cảm của công chúng bởi sự nỗ lực hết mình trong các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những người nghèo khổ. Trước khi thực hiện các hoạt động từ thiện trong đợt dịch Covid-19, cột mốc khiến anh nhận được tình cảm của khán giả phải kể đến chương trình Vượt Lên Chính Mình. Cho đến khi xuất hiện trong chương trình Cuộc Hẹn Cuối Tuần, anh đã vén màn quá khứ ăn gian của mình. Anh cho biết suốt nhiều năm trước, khi bản thân còn đang chật vật trên con đường sự nghiệp của mình, anh bất ngờ được mời làm MC cho chương trình Vượt Lên Chính Mình. Tại đây, anh cùng với ekip chương trình đã tạo được dấu ấn khi giúp đỡ nhiều mảnh đời có cơ hội thoát nghèo, trang trải cuộc sống. Bên cạnh đó, nam MC nổi tiếng kể về việc ăn gian khi đảm nhận vai trò MC chương trình và nhiều lần bấm đồng hồ sai để người chơi có thêm thời gian thực hiện thử thách. Chia sẻ với MC Long Vũ tại chương trình Cuộc Hẹn Cuối Tuần, anh đưa ra lý do khiến bản thân gian lận tại chương trình này nhiều năm trước. Anh Long Vũ làm truyền hình cũng biết rồi, MC không quyết định được đâu, quyết định ở ban tổ chức. Lúc đầu tôi không có kinh nghiệm, người ta toàn thua. Mỗi lần người ta thua, người ta khóc rơi nước mắt. Sau đó mình cũng rơi nước mắt luôn. Mình làm theo chương trình và mình nghĩ tại sao mình lại như vậy và mình quyết định ăn gian. Anh cũng tiết lộ trong một tình huống cụ thể, vì muốn người chơi có hoàn cảnh khó khăn chiến thắng thử thách, anh đã đọc sai thời gian, kết quả là bản thân phải lập biên bản. Mặc dù nam MC cho biết bản thân vốn không có quyền làm điều đó, nhưng khi chứng kiến bà con mắc nợ nhiều năm, anh không khỏi động lòng mà giúp đỡ họ để họ có cơ hội thay đổi cuộc đời nhờ phần thưởng đến từ chương trình. MC Quyền Linh bộc bạch, thay vì 31 giây thì anh đọc là 29 giây. Chưa xong, nam MC đã bấm đồng hồ rồi, anh cãi họ là đồng hồ mình hiển thị vậy, đồng hồ anh hư rồi. Sau đó họ lập biên bản một lần, hai lần cái cho qua luôn. Ngoài ra, diễn viên sinh năm 1969 cũng hài hước thừa nhận cả ekip ăn gian luôn. Linh cũng trở thành ông thần ăn gian. Linh ăn gian trắng trợn luôn. Có thể thấy chính nhờ sự gian lận này của MC Quyền Linh và ekip chương trình mà nhiều bà con đã được giúp đỡ và thay đổi được cuộc sống. Không chỉ thường chỉnh lại đồng hồ để bà con có cơ hội nhận được phần thưởng, mà nếu ai theo dõi nam MC lâu năm chắc hẳn sẽ không thể quên được những câu nói quen thuộc của anh như một khán giả giấu tên gửi tặng hay một nhà tài trợ gửi tặng. Tuy nhiên, sự thật là không có nhà tài trợ hay khán giả giấu tên nào, mà đều là do nam MC bỏ tiền túi âm thầm giúp đỡ các hộ gia đình khó khăn, được mệnh danh là MC của người nghèo. Nhưng trước đó, Quyền Linh cũng có quá khứ cơ cực và khó khăn. Trước khi trở thành nghệ sĩ đình đám nhận được sự yêu thích của khán giả, anh từng chật vật với cuộc sống ở miền đất hứa với hy vọng giúp cho gia đình thoát nghèo. Cũng tại chương trình Cuộc Hẹn Cuối Tuần, anh cho biết bản thân phải lo từng bữa, thậm chí có thời điểm bản thân mình đói đến mức từng có ý định trộm đồ của Lý Hải để có tiền mua đồ ăn. Anh cười thú nhận, tôi định lấy bộ đồ của Lý Hải đấy, nhưng rồi nghĩ mình lấy thì hãy đi diễn bằng gì. Thế là vượt qua cơn đói, tôi không lấy nữa. Tôi mà lấy bộ đồ đó có khi không có ca sĩ Lý Hải nổi tiếng của ngày hôm nay. Khán giả Việt Nam luôn yêu mến và dành sự quan tâm đến MC Quyền Linh. Sau nhiều năm làm nghề, anh đã xây dựng cơ ngơi cực khủng. Giờ đây anh sống hạnh phúc bên bà xã Dạ Thảo và hai cô con gái xinh đẹp trong biệt thự đắt đỏ. Vào cuối năm 2021, ngôi nhà còn được nam MC thay áo mới để thêm phần khang trang. Theo đó, biệt thự của vợ chồng Quyền Linh nằm ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà sang trọng màu trắng có thiết kế kiểu châu Âu rộng 500m². Đặc biệt, dân tình vô cùng bất ngờ khi biết nơi đây có giá trị lên đến 21 tỷ đồng. Xung quanh biệt thự còn được bố trí xanh mát nhờ vườn cây rộng đa dạng chủng loại. Có thể thấy để có được cuộc sống viên mãn, tình yêu của công chúng đều phụ thuộc vào sự cố gắng không ngừng nghỉ của MC Quyền Linh. Mặc dù không ít lần gặp khó khăn, bất lực đến bật khóc, nhưng anh vẫn nỗ lực vượt lên và đặc biệt là sự được tấm lòng, sự tử tế dù bị xô đẩy đến bất cứ hoàn cảnh nào.